Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá mít ngày 6 tháng 3 năm 2022 được phát trên kênh RedQYX. Hiện nay, nhiều vườn trồng mít Thái ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra hiện tượng mít Thái đỏ lá. Nếu biết cách khắc phục sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cây, nhưng nếu không biết cách khắc phục dẫn đến suy cây nghiêm trọng. Theo một số hộ dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái cho biết, nguyên nhân mít Thái đỏ lá là do thời điểm này ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra hiện tượng nắng gắt kéo dài nhiều ngày. Đối với những vườn mít không tưới đủ nước sẽ xảy ra tình trạng trên. Cụ thể, khi nắng gắt nhiều ngày liên tục, nền đất sẽ khô, không được cung cấp nước từ trên 4 ngày, cho nên rễ cây mít Thái không phát triển được. Lúc này, cây mít Thái sẽ bị suy và bắt đầu bị đỏ lá. Còn đối với cây mít Thái đang trong giai đoạn làm bông, tình trạng cây mít đỏ lá sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cây. Tuy nhiên, cây mít Thái đang giai đoạn dưỡng đọt, tuyệt đối phải bảo vệ lá xanh tốt. Để khắc phục tình trạng mít Thái đỏ lá trong mùa nắng, chỉ cần tưới nước là cây sẽ xanh lá trở lại. Sau khi cây hồi phục, phải thường xuyên tưới nước, sao cho phần đất luôn giữ được độ ẩm. Cập nhật giá mít Thái hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận cho thấy giá mít tiếp tục rơi xuống dưới đáy. Thị trường mít Thái hiện nay chỉ đang được tiêu thụ mạnh trong nước, còn tình trạng mít Thái xuất khẩu lại tiếp tục chưa được mấy khả quan. Cụ thể về bảng giá thu mua mít Thái của các tỉnh thành ngày hôm nay như sau. Tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long cùng thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 12.000 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 11.000 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn giá mít chờ, được ghi nhận chỉ 1.000 đồng 1 kg. Tại Cần Thơ, thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 12.500 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 11.500 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn mít chờ, được ghi nhận với giá chỉ 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Tiền Giang, thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 13.000 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 12.000 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn mít chờ, được ghi nhận với giá chỉ 1.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang và Sóc Trăng, cùng thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 12.000 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 11.000 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn giá mít chờ, được ghi nhận chỉ 1.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An, đồng loạt thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 12.000 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 11.000 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn mít chờ, được ghi nhận với giá chỉ 1.000 đồng 1 kg. Tại Bình Dương và Vũng Tàu, cùng thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 12.500 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 11.500 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn mít chờ, được ghi nhận với giá chỉ 1.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá mít tại Tây Nguyên, thu mua mít Thái loại 1 hôm nay với giá 12.000 đồng 1 kg. Đối với mít Thái loại 2 và kem lớn, được ghi nhận với mức giá 11.000 đồng 1 kg. Giá mít Thái loại 3 và kem nhỏ, thu mua với giá 4.000 đồng 1 kg. Còn mít chờ, được ghi nhận với giá chỉ 1.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Kênh tin tức nông sản xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá mít ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá mít mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!